một là yêu chính nghĩa, hai là cổ suý cái điều mà không có lương thiện, nhưng cái cuối cùng lại là gì, là pháp lý. Cho nên chúng ta không, chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật ở đây nó có pháp lý, nó có một cái đất nước văn minh sạch đẹp phải dọn rác bằng cách như vậy đó. Cho nên tôi mới nói đây là một cái trò chơi game rất trí tuệ, cho nên tất cả bị tôi lùa vô hết. Tôi lùa vô hồi nào không hay mà cứ lên mấy bạn chửi tôi ra lã gì đúng hay. Bây giờ chửi tôi 1000 lần cũng không bằng một lần cơ quan công an mời lên làm phán quỷ tấn công tôi. Bây giờ đó nghệ sĩ đi hết cơn xong, ai lên tiếng tôi đi, tao không lên chứng minh là sao kê này sao kê kia đi, tao không lên chửi tôi tiếp tục nữa đi, mà phải đi lên công an. Rồi đây thì ra bên bờ dân đảng này á, quân quân nặng này á cũng phải như vậy. Thì những YouTube dơ nào đi cổ suý có cổ vũ được nữa không, có đi ra biểu công an ơi tha cho tụi nó đi được không? Chẳng qua là cảm xúc, mà cảm xúc á không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây là pháp lý đó. Thì cô thấy đúng không? Cho nên tất cả là nằm trong cái game của tôi, mà cứ nghĩ rằng mình đông, mình thông minh, mình tấn công mà mình làm nhục mà mình vô không mà sợ quá. Mỗi nhân cách của con người có lừa đảo hay không, có
giờ quý vị thấy là nó một mình tôi, một đám tấn công bây giờ im phăng phắc. Rồi bây giờ chuyển qua bên Thiền Am này, chưa gì hết, một đám cũng ra sức tấn công tôi. Thì hãy chờ cơ quan pháp luật vào rồi tấn công vào đó. Vậy là cái vụ Thiền Am thì thực ra nó cũng không phải là cái vấn đề của 2-3 năm nay đâu. Thiền Am mà mọi người biết đến là từ cái vụ của Diễn Viên. Nhưng mà thực sự bản chất cái gốc của Thiền Am á là nó đã từ cái trại nhà công nhân cũng ít gì đó. Hồi xưa ở Bình Chánh bắt đầu là sau đó bị giải thể cũng có cái sự bất lực trước lao động của các em. Bắt đầu là sau đó giải thể và bắt đầu bị giữ được dần xuống địa điểm ở Long An. Vì vậy là chắc chắn cũng cần phải làm rõ cái câu chuyện của Thiền Am không chỉ dừng lại ở cái trụ sở thì hiện tại Long An còn cả cái câu chuyện quá khứ của đây. Và do đó là chắc chắn sẽ còn nhiều cái vấn đề bức xúc trong cái câu chuyện của Thiền Am mà các bạn sẽ phải làm. Thì qua cái câu chuyện này quý vị thấy đồng tin với chúng ta bị mai một không quý vị? Thật sự bị mai một. Bây giờ không còn biết tin vào ai nữa cả. Quá kinh khủng. Càng quy mô, càng quy á chừng nào thì đằng sau đó nó càng bị ổi chừng đó. Có nghĩa là họ có một sự sắp xếp, sắp xếp mua toan tính toán để mà lừa đảo cộng đồng, qua mặt cộng đồng, tối nát vô cùng. Đây cũng là những cái kẻ hở đó, mà để cho những người nhân dân từ thiện đó. Tôi nghe nói là có 80 nơi chuyên đi quyên góp tiền từ thiện và sống phải nghề từ thiện thật là béo bở. 80 chỗ chứ không phải là đâu. Tôi sẽ tìm ra và tôi sẽ chứng minh cho công chúng thấy để bớt đi cái trò mà sống bằng nghề từ thiện quá kinh khủng đó. Bây giờ quý vị thấy ông lôi ra như vậy mà vẫn đăng đàn quyên góp từ thiện, vẫn nói rằng nuôi trẻ em mồ côi. Họ dẫm lên dư luận, dẫm lên lòng tốt của công chúng và mặc nhiên họ xem đó là cái nghề của họ. Ai ngu thì bỏ qua. Các bạn thấy không? Nghĩa là công khai được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi vì cả, kể cả cái tôi bây giờ đi, tôi đăng lên tôi nguyên gốc thì từ thiện, ai tin thì bỏ cho ông tin thôi. Tôi có mất cái gì đâu. Các bạn thấy không? Đưa ra những cái hoàn cảnh thương tâm. Hình như là mới một người bị bắt đó, nguyên gốc đâu 600 triệu đó bị bắt đó. Họ đưa ra những cái hoàn cảnh thương tâm mà ai động lòng đó thì bỏ vô. Mà người Việt Nam của chúng ta á, để lấy người khác khổ á, cứ là lo lạnh lạnh từ đó đó. Cứ thế mà chúng ta bị lừa hết vụ này tới vụ kia, mà bể ra vụ nào là khốn nát vụ đó. Tất cả họ đánh vào cái tình thương của chúng ta, đánh vào cái sự gọi là mà tử tế của chúng ta, để rồi chúng ta bị lừa. Để cái bản thân tôi cũng bị lừa, đúng không quý vị? Cỡ tôi gặp những cao thủ cao tay hơn, còn những người bình thường thì gặp những cái loại bình thường. Có nghĩa là từng số nào gặp từng số đó, may nào gặp từng đó. Quý vị thân nhỏ như tôi đó anh Dũng còn bị lừa rất là xấu hổ, chứ cái sung sướng gì đâu quý vị. Nhưng chính vì cái điều đó tôi vượt lên sự sỉ nhục để tôi làm sạch xã hội một lần nữa về vấn đề từ thiện. Cứ nhân dân lấy đạo tạo đời, mượn hoa tính phật, càng biết ra càng tối nát, càng biết ra càng đau lòng. Và chính tôi với anh Dũng cũng là những người bị lừa, cũng rất là xấu hổ chứ không phải là không đâu quý vị. Đau lòng lắm chứ. Chính vì cái điều đó mà chúng ta phải cần dọn sạch những cái loại mà mượn hoa tính phật đó, mượn gió vẽ răng, lấy đạo tạo đời, cứ tạo ra những cái điều làm cho người khác xót xa, rồi tiền trong túi mình tuôn ra. Nạn nhân đi trong giác tội phạm lại bị người ta cố tình biến thành tội phạm, trong khi ngược lại những kẻ tội phạm hoặc không có năng lực lại được từng thắng lại. Mà cái này thì từng thắng quá là ai, rõ ràng có một cái sự bị a không nhỏ của một cái thế lực, thậm chí là có sự tác động của những cái chuyện không thuận đó. Bây giờ theo lậu là không phải là thân nhân, không phải là sống, mà lại được từng thắng quá không tu luôn, cũng không tu luôn, cũng không nuôi kẻ mồ côi luôn, con không, mà lại trở thành một dị nhân, như là một dị nhân, tương tự như cái trường hợp của Đỗ Văn Yên, không có khả năng chữa bệnh, lại được trung hôn trở thành thần y. Thì rõ ràng là có mất cái vấn đề trong cái câu chuyện này. Bây giờ hỏi là cái câu chuyện này, tại sao cha mẹ của Diễm My là một nạn nhân bị mất con đi tìm Diễm My lại bị thanh toán đơn này, nó xử ra tới tòa, nó chu không có tìm mọi cách hãm hại người ta cũng đi tù, thì quý vị thấy có khốn
nạn không? Từ nạn nhân cũng bị một thằng YouTuber bán trần này cũng lên hẳn một kế hoạch để đưa cha người ta đi tù, mẹ người ta đi tù, vừa mất con mà phải vừa đi tù, mới vừa lòng cái lũ khốn nạn này. Thì quý vị thấy có đau lòng không quý vị? Tại sao tôi nghĩ vào cái cuộc chiến này? Và tại sao những cái người chẳng hạn như thằng Trần Đình Nguyên ở Canada, rồi con cô Lan hai đứa đó, rồi tôi đi phạm thám tử cao bá, cái người đi cổ vũ cái tiền ăn này, trong khi đó tụi mày dựa vào cái gì mà tụi mày nhân danh cái gì mà tụi mày cổ vũ cho những người không có tu học để lừa đảo thiên hạ? Tụi mày có ăn chia gì trong đây không hả? Và trong cái thằng thầy tu này, ai cho nó cái cơ hội, cái quyền để nhận mình là thầy tu? Tụi mày tu ngày nào mà tụi mày xứng thầy với người ta? Quý vị thấy vô lý là quỷ hỏi không? Có phải đây là một sĩ điều sĩ dùng cái tôn giáo không? Quá đau lòng không quý vị? Đúng không quý vị? Không ai công nhận tự cho mình cái quyền là thầy tu, tự cho mình cái quyền xuống tóc người khác, tự cho mình cái quyền tổ chức coi như là tu theo một cái đạo của mình, và coi như là dụ dỗ.